Đâu ấy nhỉ? Không biết là ở trong cái set trang bị top của ông nào build theo cái kiểu đấy chưa, để mợ tìm nhá. Đâu ấy nhỉ? Đây. Đây rồi, anh em ơi, đây ơi. Layla và Estet, anh em nhìn nhá. Nhìn Layla này. Tôi chỉ làm lần đầu tiên demo cho anh em thôi, lần sau tôi không làm nữa đâu. Bật ulti trước anh này mày, bật ulti trước này. Rồi, ném chiêu 2 ra, rồi lao vào, hóa đá. Úi dồi ôi, sát thương kìa anh em kìa. Đây này, để anh em nhìn mỡ tìm góc này. Ai như thằng ba đang phát hiện ra mỡ đúng không? Phần bóng này, ok, đập này. Úi dồi ôi, ba đang tắt thở. Ui, nhìn bóng của mỡ vả con Estet kìa. Ui, Estet lên bảng rồi. Tiếp đến là cái con Layla này anh em này. Ôi dồi ôi, trời. Meta mới rồi anh em ạ. I hope they're stronger than me. What's up, xin chào anh em đã quay trở lại với Thế Giới Mobile Legends ở channel của Tomỡ. Lại là Mỡ và ngày hôm nay Mỡ lại mang đến cho anh em gameplay của một cái vị tướng mà cách đây ít lâu Mỡ đã làm cho anh em rồi. Nhưng bây giờ Mỡ làm lại bởi vì sáng ngày hôm nay khi mà Mỡ có chơi game thì Mỡ mới có gặp được một anh chàng cầm ngộ không lên đồ theo kiểu như thế này anh em ạ. Ban đầu Mỡ mới nghĩ chỉ rằng ổng sổ ôi, dăm ba mấy cái thanh niên trôn không biết lên đồ vơ va vẩn. Thì Mỡ lại thấy, ủa, con ngộ không này nó khỏe thật cơ ông ơi. Cho nên là ngày hôm nay Mỡ sẽ mang đến cho anh em đó là gameplay về ngộ không lên full tốc đánh, full chí mạng. Lên full tốc đánh, full chí mạng anh em ạ. Và cầm cái gì anh em? Cầm hóa đá. Và đây, Mỡ thấy có ba đang hóa đá này anh em này. Sời, ba đang bị đứng khựng lại và để cho Mỡ kèm theo đó là những cái bóng của Mỡ nó vả. Bóng của những con ngộ không nó vả mang về mạng đầu tiên của Mỡ có được ở trong cái trận đấu này. Đấy, nhiều anh em sẽ bảo là, ngộ không cầm hóa đá, hóa đá có 0.8 giây thì cái con ngộ không này nó có tác dụng gì? Ôi anh em ơi, trước khi vào trận đấu này Mỡ đã thử ở trong chế độ đấu tập luyện để xem cái hóa đá trong khoảng chừng là 0.8 đến 1 giây nó có tác dụng gì anh em ạ. Ôi, 1 giây khi mà anh em hóa đá với cái con ngộ không này kèm theo ba cái bóng của nó vụt ý, nó hình như nó phải tầm bằng 5 giây của những cái vị tướng khác ý. Khi mà cái lượng sát thương đổ vào đến từ cái con ngộ không này nó vả, nó đau, nó thối và nó nhiều, nó nhanh, nó kinh đừng hỏi luôn anh em ạ. Chắc là nhiều anh em sẽ bảo là thằng Mỡ chém gió đúng không? Được rồi, đi thôi. Ở trong cái video clip này Mỡ sẽ mang đến cho anh em để cho anh em thấy được rằng là cái 0.8 với cái 1 giây hóa đá của con ngộ không này nó kinh tởm đến như thế nào. Nhưng mà trước tiên là chúng ta cần phải đi farm set trang bị mà Mỡ muốn mang đến cho anh em trong cái trận đấu này. Đó chính là đầu tiên anh em đừng có lên giày đỏ trước nha. Đầu tiên chúng ta lên cái trạng phong kiếm trước, sau đó cầm cái kiếm huyết linh, rồi cầm chiến diêu berserker. Tiếp đến chúng ta lên giày đỏ và sau đó chúng ta cầm cái lưỡi hái ăn mòn. Đây đường dưới nha, để Mỡ xem có vả được không này. Ở đây có, Mỡ nghĩ là Mỡ sẽ cần phải lấy đi cái chiêu cuối con Estet, sau đó Mỡ xuống lại sau nhìn vả thử này. Đấy, thầm đúng không anh em, nửa lít. Nhưng mà Mỡ biết là Estet nó sẽ có cái chiêu cuối bật ulti, cho nên là Mỡ lấy cái ulti của con Estet cái đã, sau đó Mỡ sẽ xuống thăm lại nó sau. Bên cạnh đó trong trận đấu này là Mỡ còn cầm cái gì anh em? Mỡ còn cầm cả cái bảng sát thủ điểm tài năng tách biệt, tức là Mỡ còn cộng thêm 8% lượng sát thương gây ra khi mà đối phương đối đứng riêng. Cho nên là anh em có thể nhìn thấy là lát nữa thôi là đam nó chí mạng, nó cứ nhảy kinh lắm anh em ạ. Ok, Mỡ vẫn đang đi trong cái quá trình tìm kiếm con mồi. Mỡ không được đi đường kinh nghiệm ở trong cái trận đấu này mà Mỡ đã phải đi đường giữa. Như vậy cơ bản đường giữa cũng khá là nhiều lính, cho nên là Mỡ cũng không bị thọt quá nhiều so với lượng kinh nghiệm mà Mỡ đáng ra vốn phải nhận được khi mà đi ở đường trên. Ở đây là có cái vị tướng Kagura, sự can thiệp đến từ Nana lên đảo đường anh em ạ. Rồi, đã cầm được cho mình đó là cái trạng phong kiếm nha. Mỡ đang cân nhắc xuống cái thằng ở đường dưới một chút xíu. Tuy nhiên ba đang team bạn đã ăn đi cho mình đó là cái con mùa rùa rồi. Điều này có nghĩa rằng đường dưới chỉ có mỗi Layla và Estet. Anh em nhìn nhá, nhìn Layla này. Tôi chỉ làm lần đầu tiên demo cho anh em thôi, lần sau tôi không làm nữa đâu. Bật ulti trước anh này mày, bật ulti trước này. Rồi ném chiêu 2 ra, rồi lao vào, hóa đá. Úi,
dồi ôi, sát thương kìa anh em kìa. Đến cái hồi máu của Estet còn không thở nổi. Tiếp anh em, lao vào vả. Ôi, ôi, bắt đầu thấy sướng rồi đúng không anh em? Nhưng mà chắc là anh em bảo là ôi, chả có gì rõ ràng cả. Đấy là nội tại con khỉ là như thế, chả liên quan gì đến hóa đá, cũng là chả liên quan gì đến cách lên đồ cả. Thằng mỡ mới chỉ cầm được duy nhất cái tràng phong kiếm thôi, ông cứ làm như lên đồ kiểu thế nó khỏe lắm. Đây, anh em cứ bình tĩnh. Anh em biết tại sao ngay từ giai đoạn đầu game cái lượng sát thương như vậy nó đã là quá khỏe rồi không? Bởi vì cái tràng phong kiếm nó cho con khỉ tốc đánh và nó cho con khỉ một cái lượng, tức là cho bất kỳ người nào cầm cái tràng phong kiếm này một cái lượng sát thương phép. Đấy, cái tràng phong kiếm là nó cho thêm sát thương phép ở trong một cái đòn đánh nó được tích lũy một thời gian mà anh em. Đấy, anh em nhìn này, ok, bật chiêu cuối, ném gậy đập này. Úi dồi ôi, được chưa ạ? Hay đến đây các ông lại bảo rằng là có đam đến từ vị trí của carry và vị trí của Dairot. Ok, thôi cũng được. Thật ra tình huống vừa xong anh em nào phân tích như vậy thì cũng đúng. Bởi vì mỡ không dồn sát thương lên một mục tiêu. Đấy, cho nên là mỡ cũng không thể nào gọi là có được một cái khẳng định rằng là nguyên cái lượng sát thương mà mỡ dồn vào Estate là nó yếu. Nhưng anh em có thể nhìn thấy đúng không ạ? Mỡ đập lây la ra trò nhưng mỡ không đứng ở đây được lâu. Bởi vì ở đây là có ba đang, ở đây là có cả Kagura. Vì bạn tập trung ở đây khá đông cho nên là mỡ không thể ăn được. Quan trọng nhất là tụi nó còn có cả cái con bùa rùa cơ. Thậm chí là Estate còn ra rồi nên thôi, mỡ tạm dừng cuộc vui. Có mặt ở đây, đập thử này. Ê, hóa đá trượt anh em ạ. Cái phát vừa xong cái con kia nó đu bóng cho nên là mỡ làm combo trượt mất rồi. Mất 70 giây hóa đá hồi rồi. Thời gian hồi chiêu là khá lâu anh em ạ. Có lẽ là chúng ta sẽ cùng phải chờ đợi một chút xíu. Ok, thì thật ra là cái con ngộ không này anh em thay với anh em lên cái lưỡi hái ăn mòn trước, anh em lên cái trạng phong kiếm thì nó vẫn có lợi một chút. Bởi vì là tốc đánh của cái con ngộ không này nó đang được đẩy lên là rất cao. Lên được trên thăm nhẹ vào Edit một tí. Nhưng đã tốc biến đến từ vị trí này rồi. Ui, gõ vào cái con Edit này nó cứng thì đừng hỏi luôn. Nè thôi mỡ không gõ nữa, đường giữa. À đâu, đường dưới mỡ đang đến à. Nhưng mà đầu tiên là mỡ sẽ ăn đi cho mình đó là cái con cỏ tung tăng này đã. Trận đấu này mỡ quên mất không vào mỡ để cái góc đồ họa nó cao hơn. Quên mất anh em ạ. Bởi vì là cái điện thoại mà mỡ đang chơi lâu nó tự động giảm đồ họa để cho điện thoại nó đỡ giật. Nhưng không sao, mỡ đã chỉnh lại rồi anh em ạ. Rất mong anh em thông cảm. Và ở đường giữa mỡ đang thấy có sự xuất hiện của Layla, có sự quất xuất hiện của Kagura. Trận đấu này team mỡ vẫn đang cân bằng về mã gục so với team bạn anh em ạ. Và mỡ vẫn đang cố gắng đi tìm kiếm một con mồi. Ở tầm này không đập được nha, bởi vì con này nó đang có hình như là bùa rùa. Và quan trọng nhất là team nó có backup, với cả có ai dở hơi đi đập con Estet bao giờ. Nó búp hồi máu thì chịu anh em, đúng không ạ? Từ từ bình tĩnh nha, chọn cái mục tiêu nó vừa miếng một tí. Đây, con Layla anh em nhìn nhá, có hóa đá luôn rồi anh em này. Ok này, bật này, ném này, hóa đá này anh em này, gõ này. Xùi, à tốc biến à, tốc biến à, tốc biến à bạn tôi ơi. Xin cái mạng này, anh em thấy thốn chưa ạ? Chưa đúng không? Nhưng mà anh em cũng phải thừa nhận rằng là cái hóa đá nó làm cho cái mục tiêu của chúng ta lao vào bị khựng lại. Nó không phải là khựng lại đúng 0.8 giây đâu. Anh em nên nhớ rằng cái hóa đá chúng ta ấn là nó có tác dụng khống chế ngay lập tức. Và kẻ địch tụi nó sẽ bị giật mình. Cho nên là khi mà tụi nó đứng lại một nhịp ý, không phải tụi nó đứng lại đúng một nhịp hóa đá đâu, mà tụi nó đứng lại phải, mỡ nghĩ là phải lâu hơn thế đấy. Nó là cái phản xạ của con người mà anh em. Cho nên là mỡ nghĩ là bình thường. Nếu như anh em bị giật mình ở trong cái tình huống đấy thì anh em sẽ phải đứng lại lâu hơn, khoảng chừng cỡ 1 đến 1.5 giây chứ không phải là 0.8 giây đến cái hóa đá đâu anh em ạ. Mà mỡ cũng không nhớ là cái hóa đá này bây giờ nó phải 1.5 giây nữa. Nhưng thôi, thời gian lâu như vậy là đủ. Mỡ có được cho mình đó là cái mạng thứ 5 đến từ vị trí của Layla và bắt đầu đi tìm kèo anh em ạ, xuống đường dưới để farm một tí nha. Bây giờ chúng ta vẫn cần để có được cho mình những cái món trang bị nó lớn để mà vả đau. Tốc đánh của chúng ta về cơ bản cũng đã hòm hòm được đảm bảo rồi. Chúng ta sẽ cần phải hoàn thành kiếm huyết linh, cầm hoàn thành cái chiến dịch berserker và sau đó là lên cái lưỡi hái ăn mòn anh em nha, để mà có cái lưỡi hái ăn mòn là tăng tốc đánh và giảm tốc độ di chuyển của kẻ địch, nó sẽ giữ chân mục tiêu rất tốt. Từ từ cái con ba đang này thì thôi mỡ không chơi, mỡ cũng không có hóa đá để chơi với nó luôn. Từ từ để cho nó xuống chỗ của Dairot để xem team bạn nó có gọi là xuống cùng không. Có lẽ là không, mỡ vào ba đang luôn anh em nhìn này. Này này này, sủa ôi, cái tình huống vừa sau anh em có thể tua lại nhá. Và rất đau ở Dairot, anh ta chưa kịp đánh một những cái đòn gì cả. Thậm chí là cái lượng sát thương nhồi vào đến từ cái con ngộ không này bắt đầu thốn rồi đấy anh em ạ. Ok, lấy đi cho mình đó là cái trụ đường dưới nha. Cái kiểu lên đồ như thế này tưởng là kiểu lên đồ chôn anh em ạ. Không, nó không chôn. Có đau phết đấy anh em ạ. Ừ, ok, chắc là mỡ sẽ lùi về. Ê, nhưng mà cái góc này đánh được này. Góc này đánh được anh em ạ. Mỡ có bóng, mỡ không có hóa đá. Nhưng về cơ bản là mỡ gõ được bởi vì lượng đam của mỡ là đủ. Có kiểu huyết linh rồi mà. Ulti này, Layla anh em nhá. Layla chan này, Layla này. Ôi, xồi ôi, Layla bốc ơi. Tiếp đến là gì anh em? Tiếp đến là Kagura bị shut down. Đây còn cái gì anh em, từ từ nha, chúng ta cứ lao vào rồi lại lao ra nha. Đấy, đây. Ôi, xồi ôi, triple kill anh em ạ.
Đây là một cái con khỉ phun tốc đánh phấn chấn và đã cầm được luôn. Đó là cái chiến dịu Berserker luôn. Bây giờ mà đứng khoảng 1 giây cho con khỉ này nó vả, tôi nói thật với anh em luôn, não con nào nó cũng to hết cả luôn, ung thư não luôn anh em ạ. Chứ đừng có nói là đam cái con này nó không có. Có anh em ạ. Với ba đồ như thế này, mỡ khẳng định với anh em là đam to hơn rất nhiều. Nếu như anh em lên theo cái kiểu là anh em lên cái lưỡi hái ăn mòn, với cả anh em lên cái bách chiến thần dìu, chắc chắn là đam to hơn rất nhiều. Bởi vì chí mạng nó này rất là đau, rất là to. Ui, nhiều anh em gọi là bảo là ui cái cách lên đồ này nó bị linh tinh vớ vẩn. Anh em thử xem, nói thật với anh em là như vậy. Hãy thử đi nha. Bởi vì chúng ta không thử thì làm sao chúng ta biết được. Nếu như mà thử thì vào trong cổ điển và vào trong những cái chế độ khác mà thử, chứ đừng vào rank thử giống như mỡ. Mỡ là làm video clip cho anh em có được cái nhìn trực quan thôi, bởi vì chế độ chơi rank thường là team bạn đánh tử tế hơn. Anh em hiểu không ạ? Ok, để mỡ xem nha. Đứng giữa là mỡ đang thấy có thành viên bên phía của team bạn này. Mỡ có ulti ra này, ném gậy đập này anh em này. Này, ui xồi ôi, Layla Chan không thở nổi. Lao vào một gõ một hóa đá Layla niệm luôn. Mỡ thì thật ra bay màu, bởi vì về cơ bản team bạn tập trung 5 thành viên ở đây, cho nên là mỡ không đánh được. Chứ không cái team của mỡ xong là tầm 2-3 thằng là mỡ gõ hết. Nhưng mà 5 thằng thì mỡ chịu anh em nha. Ok, trận đấu này thì về cơ bản team bạn đã bắt đầu đi những cái bước đi, họ tập trung lại với nhau rồi. Mỡ thì vẫn đang là người gánh team ở trong cái trận đấu này với KDA là 10-1-1. Mỡ sẽ bật ulti ra chạy bộ lên luôn anh em ạ, để bớ vào vị trí của đó là Kagura. Kagura bị mỡ áp sát, ba con khỉ cùng đập Kagura mất đi 3/4 cây máu. Gõ thêm cái nữa Kagura bất lợi. Wow, khỉ phun tốc bành phần chân anh em ạ. Hóa đá này, ui ôi, Estate đắp chiếu cực nhanh chóng. Một giây đắp mộ rồi anh em ạ. Giao tranh đang được nổ ra trước thềm hàng lót và mỡ đang đá bóng vào cho khỉ, ý là đẩy những cái bóng anh em, và gõ này, gõ này, gõ này. Trời ơi, cầm được cho mình đó là cái lưỡi liềm thợ săn. Thì nói thật với anh em, bây giờ cái con khỉ này nó vả thì sấp mật lợn anh em ạ. Trời ơi, đánh thường này, chí mạng 800. Nhưng đấy là một bóng, hai bóng này. Anh em nhìn này, ui ui, ui ui, ui ui, đã khoái anh em. Khoái của anh em, có thể thử anh em nhá. Mỡ nghĩ là có thể thử, bởi vì bình thường anh em đi lane anh em hay cầm cái dịch chuyển với cái tốc cái phần chân đúng không? Thì anh em có thể thử, anh em có thể đổi sang hoa đá rất là ok là được, anh em có thể đổi được nha. Đây này, để anh em nhìn mỡ, mỡ tìm góc này. Ai như thằng bà đang phát hiện ra mỡ đúng không? Phân bóng này, ok, đập này, đập này, đập này. Ui sổ ôi, bà đang tắt thở. Ui nhìn bóng của mỡ vào con này tết kìa. Ui em tết lên bảng rồi. Tiếp đến là cái con Layla này anh em này. Ôi rồi ôi, meta mới rồi anh em ạ. Meta mới đến rồi, meta khỉ tốc đánh chí mạng anh em ạ. Tiếp này anh em này, con Kagu nó vẫn đứng ở kia, nó hơi lây. Mỡ vào này anh em nhỉ, đẩy bóng vào này, Kagu này. Kagu, trời ơi, tôi hết rồi anh em ạ. Quá là kỳ khủng. Trên đêm toàn bộ video clip với khỉ tốc đánh phun chí mạng. Không biết anh em thấy cái con khỉ như này ạ, nào như này ạ, bệnh hoạn không anh em. Đừng quên để lại cho mỡ một like đăng ký kênh nha. Peace.